trách nhiệm về cái vấn đề thiết kế. Thế thằng Hà nó nói này, nó bảo bây giờ đây là thế làm cái nhà trên này thì anh xong rồi cái đưa tôi cho Thỏ đây. Một Thỏ bên này. Phòng khách bên này. Phòng khách là từ ngõ đi vào. Đây phòng khách là nói chung là mình nhanh như này, nhưng mà phòng khách nằm đây thì ngõ đi vào. Sân và bên góc này sân đi vào. Bác đôi nhà khép kín luôn, bếp có cùng trong nhà bếp, bếp thì làm bên này rồi, bếp tách riêng đúng không? Bếp tách riêng thế bây giờ tôi đang nghĩ thấy là Hà nó bảo sợ tốn với nhà dưới cho nên làm nhà dưới chỗ này vừa nhà ăn vừa nhà ăn uống ở chỗ cái này có được không? Bếp tách rời riêng bên trong, tách riêng ra, tách riêng đây từ đây trong thiết kế không hay là chỉ thiết kế mỗi nhà trên thôi? Thiết kế mỗi nhà trên thôi, thiết kế nhà trên thôi, nhà trên thì đấy để chỗ hỏi thêm ở đấy. Tôi còn cái nhà về cái nhà phòng bếp này nữa này thì không cần cái để đổ mái từ nhà nhà vệ sinh mà nhà tắm này, thế xong là đưa ăn uống thế nếu được nó tách riêng thì cái móng này mình đỡ liên quan đến phòng bếp, không liên quan đến bếp, chỉ có mỗi phòng mỗi nhà thôi. Ở dưới là cô chú là mong muốn là có tầng một là có một phòng ngủ ấy. Tầng hai giống nhau, một phòng khách. Vâng. Tầng trên thì là tầng trên tầng dưới nhau giống nhau đấy. Nhưng mà về là một phòng thờ, nằm phòng thờ ở bên này. Hai phòng ngủ. Phòng thờ sẽ chuyển. Ông ngủ thì ở bên kia. Vâng. Mà một cái nhà vệ sinh ở bên đấy. Vệ sinh và phòng sinh hoạt chung. Vâng. Hai phòng ngủ ở trên đấy. Phòng vệ sinh là tách riêng nhé. Không có, không có ở trong phòng, không ở trong phòng ngủ, không ở trong phòng riêng, đi ra ngoài vệ sinh ngoài đấy. Còn đây này bây giờ đây là nói như này, các anh biết rồi, bây giờ nó là phòng khách với phòng trên phòng dưới bằng nhau, diện tích bằng nhau, nhưng phòng trên thì ở trên tầng 2 thì nó hẹp hơn ở phòng khách và tầng dưới, vì sao? Nó vướng cái vệ sinh, cắt một phần nào đấy khoảng 90 phân, không cho thời gian cũng được, không liên quan, nhưng mà căn bản là trên riêng, là hai phòng ngủ mà. Là ở trên nó cũng hai phòng ngủ, cũng có, nhưng mà nó hẹp hơn cái phòng khách ở dưới. Phòng thờ nó hẹp, phòng ngủ thì bao giờ nó không hẹp, thì cái trong này thì phòng thờ đủ với nhau nữa thì mới đâu. Không, cái này thôi, để cháu sẽ thiết kế lên mặt bằng xong gửi cho em này mới duyệt. Đấy, em sẽ nhìn. Đấy là yêu cầu của em nó như thế, là nó bảo này đây này, nó là phòng khách đây, phòng thờ trên này. Thế nhưng mà phòng thờ nó sát với phòng vệ sinh, không có thì tôi chuyển phòng thờ sang phòng ngủ. Phòng nhỏ hẹp tí là phòng chính cho bố trí, là tôi chuyển sang phòng ngủ. Thì phòng ngủ nằm ở chỗ này. Thế ở ra hai thò này, cái thò này thì tôi để một phòng thờ thì chuyển sang bên này phòng thờ thì chuyển sang phòng ngủ thì mới sát với vệ sinh, sạch sẽ nó đi lại nhá. Thì đi sang vệ sinh luôn. Đấy, phòng khách bên này, phòng ngủ bên này cũng sang vệ sinh luôn. Còn phòng thờ trong bên kia cắt đôi ra. Hành lang đi là thì các anh bố trí xong hành lang nó đi là cho hợp lý. Đấy, đi ngoài thì có được không ạ? Đi trong có được không? Thế thì cái này về cháu lên phương án này. Đấy. Xong rồi làm việc trực tiếp với em. Đấy, nó nói rồi phát phát chứ thôi. Vâng, rồi. Đấy là nói phòng khách là phòng vệ sinh nó nằm ở góc này. Ngoài ở phòng gian thờ đây là gian ngủ được, nhưng ở nhưng đối diện nó là hai phòng, là phòng trên phòng dưới bằng nhau. Vâng. Thì mới tách ra thì bên kia hẹp tí. Vâng. Trên thì hẹp hơn dưới thì nó không có phòng, không có vệ sinh. Vâng. Phòng vệ sinh thì nó ở phòng vệ sinh ở dưới này thì nó cũng hẹp tí, nhưng mà nó không có. Sau mình có thể thiết kế phòng vệ sinh tách thẳng ra. Đấy, tách ban công phía ngoài. Không. Đúng rồi. Đấy. Cho nên nó hợp lý. Thế thì nếu mà biết thì các anh mới sửa cái này. Không quen cái nhà rồi thì nói cái anh mới. Chú nói cái cho mình cho mình nghe. Thì bắt buộc phải phòng khách chưa, phòng khách và phòng thờ trên kia nó hẹp tí. Thì là mình vừa sau để cho ngủ sợ bệnh. Anh cho là các bác uống cà phê pha. Thôi uống đi, nước chè. Vào nước đây. Vâng. Cái này thì nó sẽ trao đổi với em hàng. Sau đó là lên cái phương án cụ thể cho em ở bên Hàn Quốc em biết duyệt. Thì em bảo em làm đến qua cái bản vẽ, em sẽ xin duyệt uống nước đây. Hồ sơ bản vẽ. Sau đó thì sẽ về bàn giao cho cô chú. Hôm nay đến mùng 2 là phải cố gắng không? Vâng, cố gắng hai thì càng nhanh tốt. Đây. Bao lâu anh em? Hôm cho bảo em rồi, phải cố gắng thôi, vì hôm nay là 10 là 2 rồi. Thầy phở, ông thầy ông kia cũng cho nên hạ đỡ thì mùng sáng mùng 2 là 5 giờ sáng mùng 2 là đồng hồ. 5 giờ sáng. Thế là lấy tuổi bác luôn hay lấy tuổi tôi? Vâng. Thì đáng năm nay thì nó được cái tuổi tôi thì được năm nay được ba cái hạng là làm đẹp nhất của năm này.
tuổi ông Hà thì sang năm, nhưng tháng năm thì tuổi được Hà làm được thì này nó có tội không được, nó được hướng thì tôi xuống Đông Nam tôi thích. Đất Đông Nam thì năm ngoái rồi, thì năm nay sang năm này Đông Nam thì tôi thích. Thì Đông Nam thì đây nó bờ mới đúng đó anh, thì đây nó bờ nó là có núi, núi tạo mặt tôi thích. Bây giờ núi tạo mặt tôi đây là lưng tựa núi đấy, thì giờ phải lưng tựa núi, lưng tựa núi chân đồng thủy thì nó sẽ đẹp hơn, nó đẹp hơn. Thì tôi làm nhà thế nó đảm bảo mặt không cái thế thì đương nhiên làm theo cái tài dưỡng và lưng tựa núi này đẹp. Ông cho em xin lại cái công năng này em cần một gì ạ? Hả? Cái công năng cần yêu cầu này. Dưới là một phòng khách, hai phòng ngủ. Ở gần thỏa đấy. Rồi. Trên là tối thiểu hai phòng ngủ, hai phòng ngủ một phòng thờ. Đó. Cũng là hai ngủ cũng là một phòng khách. Nói chẳng đừng nói nôm như thế, chứ xong cách ra là phòng vệ sinh. Vâng đấy. Cũng giống thằng thế rồi. Giống như nào? Giống như thằng dưới. Thế cũng thế thôi. Chỉ có tách nó cái vệ sinh thôi. Nhà tắm nhà vệ sinh quá à? Đâu nhà tắm không, chỉ vệ sinh không thôi. Nhà vệ sinh người mà kiểu bằng vệ sinh kia mất hai cái này thì chín người thì nó tạm thẳng hàng cái phòng khách thôi. Tầng dưới là không có nhà vệ sinh. Không. Tầng dưới là đi theo. Thế cho nên mới rộng được cái phòng khách bên dưới này. Thế ở trên tầng trên là một phòng vệ sinh. Vệ sinh. Phòng riêng tách riêng. Tách riêng. Em ghi tách riêng. Tách riêng. Xin nằm luôn cả nhà tắm, muốn tắm thì tắm. Không. Chỉ muốn nằm vệ sinh là đêm khuya thôi. Thế còn là nó tắm rửa tối tắm rửa thế này chưa có đi rửa cái đêm khuya chống cái đêm khuya xuống đây xuống trước. Sẽ làm rộng rãi cho gia đình. Vệ sinh thật đúng được, vệ sinh là chính bước được cả. Mình mà thế thì cũng tính toán nó rộng rãi một chút. Thế còn là chủ yếu đấy phòng ngủ cho ở phòng khách đấy, cái phòng mà tách cờ vệ sinh thì nó rộng mà sẽ bố trí nó rộng hơn một tí được. Rộng nó không bằng cái ở cái gian phòng thì cũng được 19 người.